mọi người ơi cần hái tặng nhưng mới trở lại cho nên là ít người xem lắm thì uh, dư mình cũng nói rồi thì uh, ai xem được thì uh, ai thích khám phá cái gương mặt mở thì uh, mời mọi người vô xem ghé vô xem nhá thì dư trước lúc mà uh, vô lịp á đâu lịp thì mình cho mọi người xem một cái, uh, cái 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 mình sẽ đọc cho mọi người xem một cái bài của bảo công an thì uh, đấy là báo của công an Việt nha mọi người gô lô của công an này của bảo công an mà cho lên tăng tăng nhất luôn thì ở đấy là mình đọc là cái mục của tăng nhất của bảo công an đấy nghệ sĩ và bệnh ngạo quyền lực nếu quý vị thích hào quang thì hãy thử chàm vào nó bốn chữ hào quang rực rỡ này ai đã trải qua thì mới biết nó là cái gì đấy dư mình uh, mình không phân tích cái câu trên của là của cái cái tựa đề của Bảo mà mình à, phân tích cái câu hào quang rực rỡ của rất là kinh nghề gọi là kinh nghề rất là vất vả rất là khó khăn của cái thằng trần lột đấy ở đấy ta nói á rõ ràng mà nếu tao hỏi thằng trần nhá thì khi mày nói câu này á khi mày nói cái câu này thì mày đã dùng cái kém đánh rắn của pháp chưa trả lời cho chính xác cái đàn ạ à. rồi sau hãy nói đấy mày nói cái câu nói mà tao nghĩ thật đấy là mới chỉ là chỉ mới là thăng thờ hạp thôi chứ có là cái quái gì đâu mà chúng mày nổ chúng mày ảo tưởng trời ơi đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghỉ rất nhiều nếu quý vị thích hào quang thì hãy chạm thử chạm vào nó trời đất ơi tao nói á cái thằng thờ hạt này á tao không phải là khinh nha xin lỗi nhưng nghề sĩ chân chính nha thì trước hết á là trời phụ cho cái dòng hát trời phụ cho cái hình thức đấy là có cái đám mê nữa là thanh cái thằng thờ hạt chứ chả có cái quái gì mà phải là nặng nhọc phải là 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 là, là à, chi nhấn cách khóa như mày cả ảo tưởng quái đó vì chúng mày đã là dung kém đánh rắn pháp của pháp rồi đấy chúng mày chính chúng mày đã dùng cái kém đánh phá là cái kém đánh rắn của pháp cho nên chúng mày mới hoáng tưởng đến một cái cách gọi là giống như ngạo mà treo dây điền á từ chúng mày chúng mày chết như ta nói con ếch chết là tài miền con cóc chết là tài miền thì ở đấy chúng mày cũng đánh chết vì cái miền à, là thằng thờ hạp thôi chứ có cái quái gì đâu mà ghê gớm thế chắc là chúng mày đánh kém kém dung kém đánh răng sách tay tư pháp về phải không à, thế nếu nếu như đấy chỉ là mới có thăng thờ hát mà chúng mày là 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 ngào màn cái quyền lực của chúng mày hoáng tưởng đến như thế. Đó, đi dưới đất nhưng mà chúng mày là chúng mày không thích đi dưới đất mà chúng mày thích treo trọt vọt lên trên cái ngọn cột điện á. Thích đu đưa trên ngọn trẻ đấy. Trời ơi, thế tao hỏi chúng mày những cái người mà gọi là thầy giáo cô giáo rồi những cái người mà gọi là ông nọ ba kia đấy những cái người người ta làm lớn đấy đó mới gọi là hào quang Đấy. chứ cái thằng thờ hạt chung may thì có cái quái gì mà gọi là hào quang gấp nổi nghe mà buồn thật đấy trời ơi ta nói nhẹ ra đấy cái khi mà drama của bà Phương Hằng ra đời là một. Hai nữa là cái bộ quý tắc ứng xử cho chúng mày ra đời. Đấy, thì chúng mày nếu tao nói á, ở đây là chúng mày không có liếm xỉ nè, mà chúng mày mắc bệnh ngạo quá nặng. Đấy, chết đáng lè đấy, cái khí mà cái bộ quy tắc ứng xử của Trung ương ra đấy, thì <laughs> dành cho cái giới nghệ sĩ và là cái giới um, văn hóa nghệ thuật đấy của chúng mày đó thì đáng lẽ là chúng mày phải kẹp khép, khép bớt cái mỏ đi đấy phải là kẹp khép, khép bớt cái mỏ đi chứ riêng riêng á tao nhục thay cho chúng mày đấy nhục thay cho chúng mày một cái um, cái thời văn hóa cái thời này là thời 4G rồi mà chúng mày á, ban ngày á, thì ánh sáng mặt trời ban đêm á, chúng mày đứng trên cái ngọn đen là đứng dưới cái ngọn đen là hàng ngàn oát non sáng chói trắng nóng như toát mồ hôi ra luôn mà chúng mày vẫn cứ ngủ như thường cái khi mà không hề biết là nhục à, nếu đến cái giờ này mà chúng mày còn ngào màn như thế thì tao nói rằng chúng mày chả cho du á cái thời 4G này rồi đấy lúc nào cũng vánh mặt là ta đây là trì, ta đây là vùng đất kính ta đây là ông hoàng nhạc việt ta đây là thầy lò thầy trái mà cuối cùng cái đâu là văn hóa với cái kiến thức là đạo đức nhân cách con người là cái loài thuộc cái loài hòa hà đẳng quá là hà đẳng bác khô đó là người đứa từ gió ấm nó hạnh phúc cho cả cái dân tộc này bắt giáp rồi những cái bạc trên trung ương là cái thời ngày xưa đấy rồi bắt tổng mà tổng trọng dư đấy đó mà người ta chưa mở miệng ra là tự hào rằng là 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 là, là, là hào quáng nọ kia chứ chúng mày thì hào cái quái gì đùng quân thì đếm mà tập rửa mắt thì đưa hào quáng cái quái gì thật ra khép bớt cái mỏ đi ta nói rửa đó có liếm sỉ á mà nói thật nếu đi ra thì nên học là uh, bỏ bớt cái tối là một một hai nữa là mở đi ra ngoài đường ngoài thiên hà thì mở mắt ra mà học thiên hà là ai đấy chưa ai mà nói rằng là có một cái bọn nghệ sĩ mà nó cánh kiều như ở việt nam nó ngào màn đến bình hoàn luôn á chúng mày không có khán giả ủng hộ là chúng mày chết chứ người dân mà không có lũ chúng mày á thì hàng ngàn năm rồi họ vẫn cứ sống phây phây vẫn cứ sống nhắn răng đó đó. mà có thì phải có những cái lớp nghệ sĩ chánh chính như là nghệ sĩ thánh hóa nghệ sĩ thú hiền rồi những cái lớp nghệ sĩ ngay xưa đấy trước đấy đấy mà bị chúng mày số khỏi số số ra khỏi sân khấu hết rồi đó nghiệp chủng chứ không phải là hào quang đâu đó con lấu mới gọi là hào quang trời ơi chào anh tao lầy chúng mày đấy Lầy chúng mày là ăn cái gì để tao cúng đấy ăn cái chúng mày thích cái gì thì để ăn là tao cúng đấy chứ bớt cái ảo tưởng đi bớt cái ngạo đi quyền lực rồi ảo tưởng mà tao đọc cái cấu của mấy cái cấu của chúng mày mà cảm thấy nó ghê gớm thật á trấn thanh nức nở bốc bạch đời nghệ sĩ khó nuột hơn quý vị nghỉ rất nhiều tao thấy chả có cái gì mà khó cả tao thấy những cái người mà nghệ sĩ ngày xưa nghệ sĩ Thánh hóa rồi là cứ đoàn đoàn trung trung điệp điệp mà ra ngoài chiến trường đấy ra ngoài chiến trường cái thời chiến tánh mà để mà hát cho bộ đội xém đấy đi đến từng chiến à, gọi là đi đến từng chiến trường luôn treo đeo lồi suối nào là sen vắt mũi mong cắn chó rồi đói khát trên thì dưới à, thì mùa trên mà vắt mũi mong cắn trên dưới à, trên à, thì bom đàn của giặc mỹ mà còn chưa có chi gọi là hào quang chưa có chi gọi là la la khó nuốt họ vẫn cứ bình gì như bình thường đấy rửa tại sao chúng mày là cái gì chúng mày là cái gì mà cái thời bình này rồi á một phút là ra khỏi cửa ra khỏi cửa là sẽ đưa xe đón nhưng câu nó phải biết mình biết ta một chút đi đó, à, cái cộng đồng này mà không có chúng mày cộng đồng không bao giờ chết đó là, mà chỉ có chúng mày không có cộng đồng ủng hộ thì mới chết nhắn răng. Cho nên á, đừng có kiêu căng, đừng có làm lỗ quá. Đó, làm lỗ quá và kiêu căng quá, ngào màn quá. Đó là chúng mày đang từ đau hổ trốn chúng mày. Từ chúng mày đập bể cái bát cơm của chúng mày. Chứ đừng có nói giả như binh thường chỉ nói bị đơn giản một cái là giả sử như mà Tao đây mới đi chờ nha, cái bà nào mà bán hàng mà vui vẻ á, là tao cứ vỗ đỏ mãi mãi. Chứ cái thằng nào mà khó tính rồi là kiếu căng. Chỉ cần thể hiện một chút kiếu căng là coi như tao chào, mãi mãi là chào luôn. Thì tao nói á, nghệ sĩ ngày xưa, nó số hết ra sân khấu rồi, có ai nữa đâu. Mọi người cứ nhìn lại mà xem Cứ trở lờ tự có mấy cái chương trình trên truyền hình đó Mà trở tới trở lui là cùng là nhằn thính ấy Mấy cái mặt gọi là nhằn thính Nhằn thính như mặt ghế luôn Cho những người, người nghệ sĩ chấn chỉnh ngày xưa có có ai nữa đâu Đó thế chúng may tặc oái tặc quái như thế chúng may ức hiếp những cái người đáng rất nhiều người ở ngoài sân khấu là họ cũng có những cái đám mê như chúng mày mà chúng mày gạt bỏ như là không cho họ lên sân khấu rồi trở tới trở lui là mấy cái chương trình đó thì là đi bên này sang chương trình này cùng mấy cái mặt đó rồi sang chương trình kia cùng mấy cái mặt đó những cái đứa không biết bố bê bố lê Rô là cái quái gì thì lại đi làm giám khảo bố lê Rô. Mấy cái mặt nó nhằn thì như cái mặt ghế luôn. Tao nói như thật đó. Thì cái nghệ sĩ thời chúng mày có quái gì mà khó. Đúng không? Kể cả trí thức, kiến thức chúng mày cũng chả cần. Đạo đức, nghề nghiệp chúng mày cũng chả cần. Rồi Trung ương phải chỉ thị cho là cái cục văn hóa truyền thống, thông tin, văn hóa nghệ thuật đấy là phải có ra cái bộ quy tắc ứng xử cho giới nghệ sĩ, anh hạt, chị hạt. Đó, tao chỉ nghe thôi mà cảm thấy nhục thay cho chúng mày. Chứ còn cái chuyện mà bộ quy tắc ứng xử không có chỉ là ghế gớm cả mà trong đó là những cái thứ bình thường mà con người cần phải có. Phạm là con người thì họ đã biết cái bộ quy tắc ứng xử từ cái khí mà mới bập bè biệt nói đấy cho nên chúng mày cũng không cảm thấy nhục mà cái khí mà trung ương có cái công văn mà ra cho bồ là phải có cái bộ quy tắc ứng xử cho chúng mày đấy quá là nhục luôn à, cho nên bớt ngạo đi bớt ảo tưởng đi và bữa nay nên thay nên thay kem đánh răng nên thay màu mã mà và nên thay cái chất lượng đi đừng có dùng kém đánh răng của pháp sạch tay về nữa nha đấy để mà hà bớt cái tối đi hà bớt cái ngạo đi nói những cái câu mà đúng là anh nghe mà muốn mưa luôn mắc ói Khốn nạn thật đó. đó là một cái suy nghĩ bình quá là bình hoàn của chúng mày chứ chả có cái hao mè gì đấy hết á cái lũ chúng mày là một cái lũ lừa đảo ăn quỵt. Chứ chả có cái quái gì mà gọi là hào quáng cả Mà còn là tối như hủ nụt luôn đấy Tao gọi là tối như hủ nụt luôn Sau một cái mỡ bong bóng Sau một cái mỡ là mặt nạ lột bị lột rồi Bị lột mặt nạ là loi ra một bay chuột cống Loi ra một cái hâm cật ra Toàn là ăn chằn, ăn quỵt, ăn lừa đảo của cộng đồng đấy mà rồi chúng mày còn nhớn nhớn từ có như là huyền hoặc đấy rồi là làm cái bộ phim là hào quang rực rỡ thất kinh mất văn hóa là mất dân tộc mà mất văn hóa nếu con người mà không có văn hóa thì con người đó dưới hàng trung bình đấy cho nên là chúng nó là Chúng mày làm quái gì mà có hào quang mà bảo là bảo cộng đồng là thử chạm vào. Mà đó là những cái thằng ngạo cột điện treo lên đi dưới đất nó không thích. Mà nó thích ngạo nó treo lên trên cột điện đó nè. Hoặc là nó đủ lộn ngược trên dây điện đó nè. Đó là chính là chúng mày ảo tưởng quyền lực ngóng ngánh quả để lên nhật tăng nhất của bảo công an lên tăng nhất của bảo pháp luật mà không biết nhục nữa thì thật đó. Cái loài chúng mày là chết đấy cho rồi Có gì mà khó nuốt Tiền từ thiền của người dân Đấy Của các mạnh thương quán vì tín yêu chúng mày Rồi các bé đấy Là 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 à, Bớt cái khẩu phân ăn Rồi là tiền ông à, à, Mừng tuổi là của tết nhất Rồi ông ba cha mẹ cho Là họ các bé con đập cái con heo đất ra Mà để vì là thương người dân miền trung đấy mà các bé và các mạnh thương quân bớt đi cái miệng ăn, bớt đi cái nhu cầu của mình để mà góp giúp đồng bào miền Trung cái miệng bánh mì, chai nước suối, cái khí đói, khí thiên tai lũ lụt, lụt cỡ nhở như thế. Đấy, khó nuốt như thế, khó nuốt như thế mà chúng mày vẫn nuốt được. Đấy, khó làm như thế, bất nhân như thế, khó nhái khó nuốt như thế mà chúng mày vẫn nuốt được đấy vẫn chuyển tiền vẫn chuyển hai tỷ vô tài khoản của cha cho cha đi gái đấy thì có cái gì ngoài này ở ngoài đời nữa mà khó mà chúng mày không nuốt được đấy, có cái gì khó hơn nữa mà chúng mày không nuốt được khốn nạn được ăn được nói được phố sướng mồm đó là chúng mày đấy vừa ăn cướp vừa lá lang đó là cùng là chúng mày đấy Chứ chả phải có trí tài giỏi cả. Tài giỏi là ở cái chỗ ăn chằn, ăn quỵt đấy. Của người dân bên trong. Đó mới là tài nè. Chứ khi nghề nghiệp chuyên môn của chúng mày trước có trí là tài hết. Quá là bình thường đến đây là mình chào và cảm ơn mình cảm ơn mọi người đã ghé xem ủng hộ và là chào mọi người rồi nè cảm ơn nào. và thấy nếu mọi người thấy mà liệp có lý có tình nhá thì là à, cho mình cái like rồi comment rồi follow đăng ký cho mình cái để ủng hộ kênh chúc mọi người ngủ ngon nhá hẹn gặp lại liệp sau